Mày đi xem phim Ký sinh trùng chưa? Rồi, phim vừa mới ra, tao đi xem với bạn trai rồi. Vậy là xem rồi hả? Mà đi xem khi nào đấy? Tao đi từ hôm thứ năm tuần trước rồi. Ê, mày đi xem phim Ký sinh trùng chưa? Rồi, phim vừa mới ra, tao đi xem với bạn trai rồi. Vậy là xem rồi hả? Mà đi xem khi nào đấy? Tao đi từ hôm thứ năm tuần trước rồi. Ê, mày đi xem phim Ký sinh trùng chưa? Rồi, phim vừa mới ra, tao đi xem với bạn trai rồi. Vậy là xem rồi hả? Mà đi xem khi nào đấy? Tao đi từ hôm thứ năm tuần trước rồi. Em đã gặp khách hàng đấy chưa? Dạ rồi ạ. Em đã thuyết phục họ mua sản phẩm bên mình thành công rồi ạ. Tốt lắm, chị biết em làm được mà. Sếp quá khen rồi. Em cảm ơn sếp ạ. Em đã gặp khách hàng đấy chưa? Dạ rồi ạ. Em đã thuyết phục họ mua sản phẩm bên mình thành công rồi ạ. Tốt lắm, chị biết em làm được mà. Sếp quá khen rồi. Em cảm ơn sếp ạ. Em đã gặp khách hàng đấy chưa? Dạ rồi ạ. Em đã thuyết phục họ mua sản phẩm bên mình thành công rồi ạ. Tốt lắm, chị biết em làm được mà. Sếp quá khen rồi. Em cảm ơn sếp ạ. Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế? Tối qua anh đi nhậu với đồng nghiệp về nhà khuya quá. Hôm qua anh chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi thức dậy đi làm luôn. Thế anh về nhà lúc mấy giờ? Dạ, lúc 4 giờ sáng ạ. Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế? Tối qua anh đi nhậu với đồng nghiệp về nhà khuya quá. Hôm qua anh chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi thức dậy đi làm luôn. Thế anh về nhà lúc mấy giờ? Dạ, lúc 4 giờ sáng. Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế? Tối qua anh đi nhậu với đồng nghiệp về nhà khuya quá. Hôm qua anh chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi thức dậy đi làm luôn. Thế anh về nhà lúc mấy giờ? Dạ, lúc 4 giờ sáng ạ. Đang có chuyện gì buồn đấy hả mày? Hôm qua tao bị móc túi khi đang đi xe buýt đến trường. Ôi trời, mất bao nhiêu tiền thế? Nhiều không? Khoảng 2 triệu đấy mày. Tao chưa dám nói với bố mẹ nữa. Đang có chuyện gì buồn đấy hả mày? Hôm qua tao bị móc túi khi đang đi xe buýt đến trường. Ôi trời, mất bao nhiêu tiền thế? Nhiều không? Khoảng 2 triệu đấy mày.
tao chưa dám nói với bố mẹ nữa. Đang có chuyện gì buồn đấy hả mày? Hôm qua tao bị móc túi khi đang đi xe buýt đến trường. Ôi trời, mất bao nhiêu tiền thế, nhiều không? Khoảng 2 triệu đấy mày, tao chưa dám nói với bố mẹ nữa. Cậu đọc xong cuốn sách tớ tặng hồi sinh nhật chưa? Tớ đọc sắp xong rồi, hôm qua tớ đọc tới chương 7 rồi, cuốn sách đấy hay lắm. Đó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tớ đấy. Ở nhà tớ cũng có một cuốn, tớ đọc nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay. Cậu đọc xong cuốn sách tớ tặng hồi sinh nhật chưa? Tớ đọc sắp xong rồi, hôm qua tớ đọc tới chương 7 rồi, cuốn sách đấy hay lắm. Đó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tớ đấy. Ở nhà tớ cũng có một cuốn, tớ đọc nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay. Cậu đọc xong cuốn sách tớ tặng hồi sinh nhật chưa? Tớ đọc sắp xong rồi, hôm qua tớ đọc tới chương 7 rồi, cuốn sách đấy hay lắm. Đó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tớ đấy. Ở nhà tớ cũng có một cuốn, tớ đọc nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay. Ê, mày đi coi phim Ký sinh trùng chưa? Rồi, phim vừa mới ra, tao đi coi với bạn trai rồi. Vậy là coi rồi hả? Mà đi coi hồi nào vậy? Tao đi từ hồi thứ năm tuần trước rồi. Ê, mày đi coi phim Ký sinh trùng chưa? Rồi, phim vừa mới ra, tao đi coi với bạn trai rồi. Vậy là coi rồi hả? Mà đi coi hồi nào vậy? Tao đi từ hồi thứ năm tuần trước rồi. Ê, mày đi coi phim Ký sinh trùng chưa? Rồi, phim vừa mới ra, tao đi coi với bạn trai rồi. Vậy là coi rồi hả? Mà đi coi hồi nào vậy? Tao đi từ hồi thứ năm tuần trước rồi. Em đã gặp khách hàng đó chưa? Dạ rồi ạ. Em đã thuyết phục họ mua sản phẩm bên mình thành công rồi ạ. Tốt lắm, chị biết em làm được mà. Sếp quá khen rồi, em cảm ơn sếp ạ. Em đã gặp khách hàng đó chưa? Dạ rồi ạ. Em đã thuyết phục họ mua sản phẩm bên mình thành công rồi ạ. Tốt lắm, chị biết em làm được mà. Sếp quá khen rồi, em cảm ơn sếp ạ. Em đã gặp khách hàng đó chưa? Dạ rồi ạ. Em đã thuyết phục họ mua sản phẩm bên mình thành công rồi ạ. Tốt lắm, chị biết em làm được mà. Sếp quá khen rồi, em cảm ơn sếp ạ. Sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi vậy? Tối qua anh đi nhậu với đồng nghiệp, về nhà khuya quá. Hôm qua tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi thức dậy đi làm luôn. Vậy anh về đến nhà lúc mấy giờ? Dạ, lúc 4 giờ sáng ạ. Sao hôm nay nhìn
Anh mệt mỏi dậy. Tối qua anh đi nhậu với đồng nghiệp, về nhà khuya quá. Hôm qua tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi thức dậy đi làm luôn. Vậy anh về đến nhà lúc mấy giờ? Dạ lúc 4 giờ sáng ạ. Sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi vậy? Tối qua anh đi nhậu với đồng nghiệp, về nhà khuya quá. Hôm qua tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi thức dậy đi làm luôn. Vậy anh về đến nhà lúc mấy giờ? Dạ, lúc 4 giờ sáng ạ. Đang có chuyện gì buồn hả mày? Hôm qua tao bị móc túi khi đang đi xe buýt đến trường. Trời, móc bao nhiêu tiền? Nhiều không? Cỡ 2 triệu đó mày. Tao chưa dám nói với ba mẹ nữa. Đang có chuyện gì buồn hả mày? Hôm qua tao bị móc túi khi đang đi xe buýt đến trường. Trời, mất bao nhiêu tiền? Nhiều không? Cỡ 2 triệu đó mày. Tao chưa dám nói với ba mẹ nữa. Đang có chuyện gì buồn hả mày? Hôm qua tao bị móc túi khi đang đi xe buýt đến trường. Trời, mất bao nhiêu tiền? Nhiều không? Cỡ 2 triệu đó mày. Tao chưa dám nói với ba mẹ nữa. Bà đọc xong cuốn sách tôi tặng hồi sinh nhật chưa? Tôi đọc sắp xong rồi. Hôm qua tôi đọc tới chương 7 rồi. Cuốn sách đó hay quá à. Đó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi á. Ở nhà tôi cũng có một cuốn. Tôi đọc nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay. Bà đọc xong cuốn sách tôi tặng hồi sinh nhật chưa? Tôi đọc sắp xong rồi. Hôm qua tôi đọc tới chương 7 rồi. Cuốn sách đó hay quá à. Đó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi. Ở nhà tôi cũng có một cuốn. Tôi đọc nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay. Bà đọc xong cuốn sách tôi tặng hồi sinh nhật chưa? Tôi đọc sắp xong rồi. Hôm qua tôi đọc tới chương 7 rồi. Cuốn sách đó hay quá à. Đó là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi á. Ở nhà tôi cũng có một cuốn. Tôi đọc nhiều lần rồi mà vẫn thấy hay.